Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 291. Chương 2901, Tế Tự Chi Vũ, 1. Cầm hồ lô vàng, mấy giây sau, thế mà lại hiện ra tin tức vật phẩm, tên, Trảm Tiên Phi Đao, loại hình, vũ khí, công năng, chém đầu. Giới thiệu, chí bảo thời kỳ thượng cổ. Bên trong ẩn chứa một luồng hào quang, có mày có mắt, dài khoảng 7 tấc, hiến tế tự chi vũ. Có thể gọi ra hào quang chém đầu địch, phong ấn nguyên thần pháp lực, làm kẻ địch không thể biến hóa, khiến họ không cách nào chạy thoát cùng phản kháng. Lại hiến điệu nhảy hiến tế, có thể giải trừ phong ấn. Ghi chú 1, thời gian hồi chiêu 10 phút đồng hồ. Ghi chú 2, vũ đạo không chuẩn, phi đao triệu hồi ra sẽ cắn trả chủ nhân. Ghi chú 3, đạo cụ phó bản, không thể thu vào hòm đồ. Địch, Trảm Tiên Phi Đao. Trương Nguyên Thanh giật mình, hắn đã tìm hiểu rõ lịch sử người tu hành cổ đại. Trong tay cũng có một món chống quỷ ngưu trong thần thoại truyền thuyết, nhưng nhìn thấy Trảm Tiên Phi Đao tiếng tăm vang dội, vẫn cảm thấy rung động. Có loại cảm giác hoang đường thần thoại đi vào cuộc sống. Lập tức, hắn bắt được một trọng điểm khác, cao giọng nói, đừng vội giết nó. Ba người vây công pho tượng nữ nhân đồng thời chậm lại tiết tấu công kích. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng nói, còn có 2 phút đồng hồ, cậu có chuyện thì mau nói. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm, công kích chém đầu bắt nguồn từ hồ lô này, bây giờ nó ở trong tay tôi. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên hồ lô vàng. Chuyên tâm chiến đấu, đừng phân thần, thay tôi ngăn chặn nó. Trương Nguyên Thanh lấy ra hình thần câu diệt đao, không chút do dự mở ra kỹ năng nhiếp hồn. Hào quang màu đen bao trùm thân đao, hắn đặt hồ lô ở đỉnh đầu, tay trái nhuộm lên hào quang đen kịt, hướng về pho tượng nữ nhân làm ra động tác chụp bắt. Ở sau khi bị thiên nhân ngũ suy nguyền rủa cùng đám người vây công, pho tượng nữ nhân đã sớm suy yếu không chịu nổi, rất dễ dàng bị Trương Nguyên Thanh hút ra linh thể bên trong. Một cô gái xinh đẹp mặc đạo bào, Trương Nguyên Thanh không chút do dự vung đoản đao xuống, chém hình chiếu linh thể. Pho tượng nữ nhân đột nhiên cứng đờ, linh hồn bị thương nặng. Trương Nguyên Thanh hư vô hóa quy tắc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt pho tượng nữ nhân, hốc mắt hiện lên năng lượng đen kịt sền sệt, há mồm hút vào. Trên đầu pho tượng, một linh thể bị rút ra hơn phân nửa, nửa sau thân thể vẫn kẹt ở trong pho tượng không chịu đi ra. Bất đắc dĩ, Trương Nguyên Thanh đeo bạn sinh linh nguyệt, áp chế đối với linh thể đạt tới sự mạnh mẽ vô tiền khoáng hậu. Cô gái xinh đẹp trong pho tượng cuối cùng vẫn hóa thành một làn khói đen, bị hắn hút vào trong mồm. Trương Nguyên Thanh sau đó nhắm mắt, bắt đầu tiêu hóa mảnh vỡ ký ức của cô gái xinh đẹp, tiếp nhận tinh thần ô nhiễm như thủy triều lên. Ký ức khổng lồ cuồn cuộn ập tới, theo đó là tinh thần ô nhiễm hỗn loạn, khát máu, tàn bạo. Pho tượng nữ nhân cấp bậc không thấp, cho dù bị chém đi bộ phận linh thể, vẫn có thể khiến thần Nhật Du cấp 7 sơ kỳ tinh thần thất thường, nhưng Trương Nguyên Thanh lại khác. Hắn chủ tu Nhật Chi thần lực, linh thể bền bỉ hơn thần Nhật Du cùng cấp bậc, lại thêm lực lượng trái tim huyễn thần mang tới, khiến hắn miễn cưỡng có thể làm được vượt cấp phệ linh. Hắn vừa trấn áp tinh thần hỗn loạn xâm lấn, vừa tiêu hóa mảnh vỡ ký ức. Rất nhanh, hắn đã làm rõ thân phận pho tượng nữ nhân, chính là vị giao quang trưởng giáo kia dẫn đầu đệ tử Thục Sơn chống cự quân đội phản tặc. Sau khi giao quang trưởng giáo chết, đệ tử Thục Sơn xây giao quang điện cho nàng, ngày ngày hương khói thờ phụng. Tàn hồn giao quang bám vào trong tượng thần, đạt được nguyện lực hương khói tẩm bổ, dần dần khôi phục. Nàng thời gian rất dài đều làm thần thủ hộ của môn phái, yên lặng tồn tại ở trong pho tượng, nhận các đệ tử cung phụng cùng bái. Đương nhiên, đệ tử bình thường cũng không biết nàng tồn tại. Chỉ có các trưởng lão xây điện dựng tượng cho nàng mới biết được tàn hồn nàng bám vào trong tượng thần, cũng giao chí bảo môn phái Trảm Tiên Phi Đao cho nàng nắm giữ, thủ hộ Nam Uyển. Thẳng tới có một ngày, khói đen chủ điện lan tràn đến Nam Uyển, giao quang làm âm linh không cách nào chống cự âm khí ô nhiễm, sai đọa thành oán linh thuần túy, theo bản năng giết chết sinh linh phụ cận. Hương hỏa nguyện lực có thể khiến tàn linh khôi phục lực lượng, cũng trường tồn ở nhân gian. Trương Nguyên Thanh thu hoạch kiến thức mới, cố nén cơn đau đầu căng lên, tràn đầy kinh ngạc. Nếu là như vậy, tu sĩ cổ đại sợ gì tuổi thọ hao hết? Ặc, không đúng, tu sĩ hết tuổi thọ chết già. Linh hồn cùng thân thể là đồng thời tịch diệt, mà giao quang là bổn nguyên bị thương nặng mới ốm chết, thuộc loại đột tử. Chúa tể cấp cao đột tử, tà
tàn linh có thể quanh quẩn ở một chỗ trên thế gian rất lâu, cho nên sau khi lấy được hương khói nguyện lực, cô lấy phương thức thủ hộ linh sinh tồn. Ghi cái bút ký trước, về sau nói không chừng dùng tới. Trương Nguyên Thanh tiếp tục đọc đến mảnh vỡ ký ức. Chương 2902, Tế tự Trì Vũ, 2. Từng đoạn ký ức không trọn vẹn lướt qua trong đầu, Trương Nguyên Thanh bắt được một đoạn ký ức có thể khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, thần công ăn người. Từ thần Hán diệt vong, truyền thống người tu hành phong vương bái tướng kết thúc, một bộ phận lớn người tu hành tản vào giang hồ. Xây dựng môn phái, trật tự giữa người tu hành trở nên hỗn loạn không có trật tự, không còn vì nước vì dân, mà vì ham muốn bản thân. Thế là pháp môn tà ác cướp đoạt linh uẩn của người khác theo thời thế mà sinh. Đến đời Đường, trật tự giang hồ vững chắc, loại pháp thuật này bị liệt vào cấm kỵ, chỉ có người trong tà đạo mới nóng lòng dùng phương pháp này cắn nuốt linh uẩn người khác, tăng cường bản thân. Nghe nói, pháp này là do một vị đan sư của đạo môn sáng tạo, vị đan sư này chịu giới hạn bởi thiên tư, tuổi chi thiên mệnh, tu vi trì trệ không tiến. Trong tuyệt vọng, hắn bỗng nghĩ ra một tà thuật, nếu dược liệu giàu linh tính có thể luyện thành linh đan diệu dược, vì sao con người không thể? Thế là đọc sách đến bạc đầu, đọc điển tịch đạo môn, lĩnh hội mấy năm, sáng chế phương pháp luyện chế tam tài đan. Cái gọi là tam tài là mang phách, hồn, khí của con người luyện thành thần đan, ăn vào công lực tăng vọt. Vị đan sư này bằng vào pháp này tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Nhưng, ngay tại trong thời kỳ đỉnh cao của hắn, bởi vì cắn nuốt quá nhiều mảnh vỡ linh hồn, dẫn đến tinh thần rối loạn, trở thành kẻ điên. Mất đi ý chí dẫn đạo, thao túng, linh lực bề bộn hỗn loạn trong cơ thể mất khống chế, cắn trả thân thể, sụp đổ mà chết. Trương Nguyên Thanh đang lo không có bí pháp ăn người, mặc kệ là đi săn giết Thuần Dương trưởng giáo hay là hướng lão mõ đòi công pháp, khả năng đều không lớn. Người trước là chuột trong cống, đã là tinh quan, lại là hư vô giả, bắt sống quá khó. Người sau ghét ác như thù, đoan chính uy nghiêm, quyết sẽ không cho phép đệ tử thông qua tà thuật như vậy tăng cao tu vi. Bây giờ hắn ở trong phó bản tìm được bí pháp, trời đang giúp hắn. Mảnh vỡ ký ức không ngừng lóe lên, không bao lâu, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Giao Quang trưởng giáo chưa trở thành tượng đá, đạo bào tung bay, uyển chuyển nhảy múa, trước người lơ lửng hồ lô vàng cổ xưa. Vũ đạo khi thì buông thả kịch liệt, như là bệnh động kinh, khi thì đánh eo lắc mông, nhu hòa uyển chuyển, khi thì cường tráng mạnh mẽ, tựa như diễn võ. Cái này không giống vũ đạo vì giải trí mà sáng tạo ra, càng giống một loại vũ đạo hiến tế nào đó thời cổ. Vũ đạo cũng không kéo dài, 30 giây là kết thúc. Giao Quang trưởng giáo đạo bào bồng bềnh khom người nói, xin mời bảo bối lật mình. Trong hồ lô lao ra một tia sáng màu trắng, có mày có mắt, rít gào lao đi, lướt về phía địch doanh phía chân trời. Hình ảnh biến mất, Trương Nguyên Thanh mở mắt, day day mi tâm căng lên, mặc dù dựa vào năng lực của thần Nhật Du cùng hư vô giả, áp chế trả giá tiêu cực của phệ linh, nhưng tinh thần hắn vẫn như cũ đã xuất hiện vấn đề. Trở nên nóng nảy, dễ nổi giận, tư duy hỗn loạn, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Thấy hắn thức tỉnh, đám người Phó Thanh Dương lao tới, ánh mắt đặt trên hồ lô vàng, đây là bảo bối gì? Trương Nguyên Thanh thở hắt ra một hơi thật dài, than thở, bảo bối châu con mẹ nó bỏ, Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao, đoàn người ùn ùn động dung, hiển nhiên đều từng nghe đại danh món pháp bảo này. Mắt chó hợp kim titan của Hạ Hầu Ngạo Thiên bỗng tỏa sáng, nhanh, cho tôi xem một chút, hưng phấn muốn đoạt lấy. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh mãnh liệt, đoản đao gác ngang trên cổ đối phương, vẻ mặt hung ác, muốn chết. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngây cả người. Trương Nguyên Thanh như vừa mới phản ứng lại, nét hung ác trên mặt tan hết, vội vàng thu đao, lắc đầu, thống khổ nói, xin lỗi, trạng thái tinh thần không tốt. Bò, tượng quỷ đẳng cấp quá cao, hắn ăn linh thể ăn ra vấn đề rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên thừa cơ lấy đi hồ lô vàng, đề nghị, tranh thủ thời gian nghĩ cách cứu tỉnh chỉ sát cung chủ. Nhạc sĩ có thể trấn an tinh thần sao động của cậu. Vô duyên vô cớ, vì sao phải phệ linh? Vừa nói, hắn vừa cúi đầu đọc tin tức vật phẩm. Bên trong ẩn chứa một luồng hào quang, có mày có mắt. Kỳ quái nha, khí linh có thể đản sinh ra mày mắt. Trảm Tiên Phi Đao rốt cuộc là luyện chế thế nào? Tôi muốn phân tích một phen. Hạ Hầu Ngạo Thiên nâng hồ lô vàng cổ xưa lẩm bẩm. Đồng thời, hắn hiểu được nguyên nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn phệ linh. Không nắm giữ điệu nhảy hiến tế, Trảm Tiên Phi Đao chính là phế vật gác xó bếp,
Chỉ Sát cung chủ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đừng phân tích, lãng phí thời gian. Đạo Đức Thiên Tôn Ma Nhãn Thiên Vương chộp lấy, sau khi xem xong tin tức vật phẩm, hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo cụ này mặc dù không phải loại quy tắc, nhưng sức sát thương ít nhất cấp 8 đỉnh phong, thậm chí cấp 9. Thục Sơn Nam Uyển phó bản này, sao có thể có loại đạo cụ cấp bậc này? Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2903, Tế Tự Chi Vũ, 3. Hắn và Phó Thanh Dương đều là cấp 8 sơ kỳ, trung kỳ, công kích cấp 8 đỉnh phong đủ để sát thương bọn họ, cấp 9 là càng chí mạng hơn. Giao Quang Điện chỉ là cửa ải thứ nhất, sẽ không có đạo cụ cường độ cao như vậy. Phó Thanh Dương cầm đạo cụ xem xét thuộc tính vật phẩm, sau đó trả lời nghi hoặc của Ma Nhãn Thiên Vương. Cường độ tuy cao, nhưng tần suất công kích không cao, nó nhiều nhất khiến đội ngũ giảm quân số 2-3 người, sẽ không đoàn diện. Ở trong phó bản cấp A, cường độ này là hợp lý rồi. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, hỏi, cứu cung chủ trước đi. Cũng cho chúng tôi thưởng thức một phen điệu nhảy hiến tế. Trong lòng Phó Thanh Dương bổ sung, Trương Nguyên Thanh trạng thái tinh thần không tốt, không thấy ánh mắt ẩn chứa thâm ý của các đồng đội, lòng bàn tay nâng hồ lô vàng đi tới trước thi thể Chỉ Sát cung chủ được dây mây quấn quanh bảo vệ. Từ sau khi hắn tấn thăng thần Nhật Du, linh thể cường đại, sớm đã gặp qua là không quên được, đồ vật nhìn qua một lần, giống như máy đánh chữ in vào trong đầu óc. Không cần kích phát bệnh đầu óc, để thời gian quay lại nữa. Trương Nguyên Thanh buông hồ lô vàng xuống, giang hai cánh tay, lòng bàn tay hướng lên trời, bỗng lay động, như bệnh nhân phát tác bệnh động kinh, tiếp theo vòng eo chậm rãi vặn eo lắc hông, đong đưa như rắn. Trong chớp mắt, vòng eo vặn vẹo cứng đờ, mông dừng lại, cơ bắp tứ chi nổi lên, vũ đạo trở nên cứng cáp mạnh mẽ, cánh tay xoay quanh người, nổi gió vù vù. 30 giây nhanh chóng trôi qua, Trương Nguyên Thanh dừng lại, chưa đọc lên câu, mời bảo bối lật mình kia. Chỉ thấy miệng, hồ lô vàng sinh ra vòng xoáy mạnh mẽ, chỗ mặt cắt ở cổ Chỉ Sát cung chủ, mơ hồ có một luồng ánh sáng trắng lao ra, trở về hồ lô. 333, Ngân Giao quận chúa dẫn đầu vỗ tay, Ma Nhãn Thiên Vương ba đầu tám tay vỗ tay kịch liệt nhất, vẻ mặt cũng trêu tức nhất. Phó Thanh Dương và Hạ Hầu Ngạo Thiên yên lặng loại bỏ Trảm Tiên Phi Đao khỏi trong lòng, Tiền công tử kiêu ngạo không cho phép mình thành ngôi sao Tấu Hải. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại cho rằng phong cách điệu nhảy hiến tế không xứng với nhân vật chính. Tùy tiện sử dụng, lo lắng mình sẽ từ nhân vật chính hạ xuống thành nam phụ Tấu Hải, thật muốn giết bọn hắn. Trên trán Trương Nguyên Thanh nổi gân xanh, cảm xúc thật không dễ gì bình ổn lại ở bên bờ vực mất khống chế. Ngân Giao quận chúa nhìn mặt mà nói chuyện, biết điều dừng vỗ tay, nâng đầu Chỉ Sát cung chủ lên, nối vào chỗ cụt. Sau khi giải trừ phong ấn, cái cổ máu me đầm đìa máu thịt nhúc nhích, mạch máu kéo dài, nhanh chóng nối vào. Không tới 10 giây, Chỉ Sát cung chủ mở mắt ra, ánh mắt mê mang, giống như ngủ một giấc thật say. Đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cháu trai lạnh lùng nhặt lên hồ lô vàng, đi về phía phế tích bốc khói đen. Chờ Trương Nguyên Thanh nhảy xong hai điệu nhảy hiến tế, thu hồi mảnh linh hồn phong ấn trong âm thi, Chỉ Sát cung chủ đã từ trong lời kể của Ngân Giao quận chúa hiểu rõ chuyện sau khi mình mất đầu. Bởi vì trạng thái của Trương Nguyên Thanh rất kém, đội ngũ lui về ngoài sơn môn chỉnh đốn. Hạ Hầu Ngạo Thiên như đói như khát bắt đầu nghiên cứu hồ lô vàng, đeo lên kính mắt đơn, triệu hồi ra tam muội chân hỏa. Cùng một ít máy móc tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, phân tích chất liệu, thành phần, chủng loại linh lực của Trảm Tiêu Phi Đao. Trương Nguyên Thanh gối lên đùi Chỉ Sát cung chủ, nghe cô nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát du, ngủ thật say. Chờ hắn tỉnh lại, đã là 2 giờ sau, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, thời gian là 11 giờ trưa. Trừ cảm xúc còn có chút thay đổi thất thường, nóng nảy dễ nổi giận, loại trạng thái ý thức phân liệt, ảo tượng không chịu khống chế, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ kia đã biến mất. Mà chút vấn đề còn lại kia, làm huyễn thuật sư hắn có thể tùy tiện hóa giải. Chẳng qua, vấn đề đọng lại sâu trong tinh thần, cần thời gian từng chút một mài mòn, đây là trả giá phệ linh nhất định phải bỏ ra. Tôi gần ổn rồi. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, tiếp tục đi. Đám người Phó Thanh Dương tự nhiên không có ý kiến, chỉ có Hạ Hầu Ngạo Thiên say mê hồ lô, không để ý tới chuyện bên ngoài. Trương Nguyên Thanh đá hắn một cước, anh nghiên cứu ra cái gì rồi?
Hạ Hầu Ngạo Thiên nhíu mày, trải qua tôi nghiên cứu, phát hiện nó đúng là họ bầu bí, chi bầu, mà không phải được luyện chế thành hình hồ lô. Kỳ quái là, rõ ràng là hồ lô, lại ẩn chứa linh lực kim loại dư thừa, bởi vậy đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Linh lực kim loại trong hồ lô càng thêm khoa trương, bởi vậy một luồng hào quang sinh ra kia cho tôi cảm giác tựa như, tựa như cây hồ lô là dựa vào linh lực kim loại nuôi dưỡng lớn lên, đơm hoa kết trái. Nhưng làm luyện khí sư, đầu tiên cần nắm giữ chính là tài liệu cùng thuộc tính linh lực sinh khắc, phải căn cứ đặc tính tài liệu để luyện chế đạo cụ. Ngũ hành kim khắc mộc, mộc chạm kim là chết, bởi vậy dây leo hồ lô là không thể nào được linh lực kim loại nuôi dưỡng lớn lên. Chương 2904, biến mất, 1. Nói tới đây, hắn chỉ hồ lô vàng, nhún vai, món đồ chơi này có chút phá vỡ nhận biết của tôi. Trương Nguyên Thanh chộp lấy hồ lô vàng, nói, không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa, tiếp tục cày phó bản. Đoàn người tiến vào sơn môn, xuyên qua khu vực chỗ giao quang điện, dừng lại ở trước bậc thang thứ 10 thông tới tầng thứ 2. Phóng mắt nhìn, hai bên trung ương quảng trường, bên trái là một tòa kim đỉnh điện, bên phải là lầu các cùng phòng xá. Bố cục Nam Uyển có hình thang, tổng cộng 3 tầng. So sánh với giao quang điện, tầng thứ 2 có cả mảng lớn phòng ốc, nghĩ hẳn là khu sinh hoạt của các đệ tử. Hạ Hầu Ngạo Thiên theo lệ thường lấy ra máy bay không người lái, bay qua bậc thang, tiến vào tầng thứ 2. Ánh mắt mọi người đuổi theo máy bay không người lái, nháy mắt nhìn thấy nó bay qua bậc thang, tựa như xuyên qua một tầng màng mỏng vô hình, cứ thế biến mất không thấy. Một giây sau, Hạ Hầu Ngạo Thiên lấy xuống dây kết nối thần kinh, nhíu mày nói, máy bay không người lái mất liên hệ rồi, tôi không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào. Cái này. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía tầng thứ 2 thời tiết sáng sủa, mọc đầy cỏ dại, tràn ngập khí tức suy bại, máy bay không người lái rõ ràng bay qua, nhưng trong tầm mắt lại không nhìn thấy nó. Hình ảnh trước mắt tựa như là một ảo ảnh, cũng không phải là tầng thứ 2 chân thực. Trong mắt Phó Thanh Dương hiện ra ánh sáng trắng trong vắt, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm phía trước. Là ảo thuật. Phó Thanh Dương thu hồi ánh mắt, nói, khu vực này bị ảo thuật bao phủ, tôi không cách nào nhìn thấu. Cậu cũng không cách nào nhìn thấu. Ma Nhãn Thiên Vương nhíu mày. Trương Nguyên Thanh nói, ảo thuật là thứ yếu, chủ yếu là có khói đen có lực lượng bí ẩn, cho nên lão đại không cách nào nhìn thấu. Tựa như chúng ta trước đó ở giao quang điện, rõ ràng chạm tới pho tượng cùng hồ lô, lại chưa đọc được tin tức vật phẩm, bởi vì tin tức bị bí ẩn. Hắn nhìn về phía các đồng đội, nói, ảo thuật là nghề cũ của tôi tìm hiểu đi. Ở trong cái gật đầu của bọn Phó Thanh Dương, hắn triệu hồi ra một âm thi, điều khiển nó leo lên bậc thang, xuyên qua lớp màng mỏng vô hình kia, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trương Nguyên Thanh xuyên qua góc nhìn của âm thi, nhìn xung quanh, đập vào mắt đều là khói đen mênh mông, che kín tầm mắt, tầm nhìn không tới 5 mét. Khác, với giao quang điện cách 10 phút đồng hồ bị khói đen bao phủ một lần, nơi này lúc nào cũng có khói đen bao phủ. Trưởng giáo Thục Sơn rốt cuộc ở trong di tích thượng cổ tìm ra cái gì? Đây còn chỉ là Nam Uyển, âm khí mênh mông cuồn cuộn như là đặt mình trong âm tào địa phủ. Âm khí của chủ điện khoa trương tới trình độ nào, chỉ sợ nảy sinh ra rất nhiều âm vật cấp chúa tể bậc cao. Trương Nguyên Thanh nhớ Khương Cư từng nói, chúa tể đỉnh phong ở lại nơi nào đó thời gian dài, khí tức tản ra sẽ thay đổi hoàn cảnh nơi đó. Ví dụ Diệu trưởng lão của Bách Hoa Hội, ẩn cư núi sâu, thế là rừng rậm nguyên thủy kéo dài hơn 10 dặm, dã thú cũng đều tịnh hóa thành loài thú siêu phàm. Lại ví dụ phụ thân bán thần của hắn, trực tiếp biến ngọn núi ẩn cư kia thành núi lửa hoạt động dung nham cuồn cuộn. Trưởng giáo Thục Sơn từ di tích thượng cổ mang ra đồ vật, biến tiên môn này thành âm tào địa phủ, bởi vậy có thể thấy được. Chủ điện Thục Sơn xác suất lớn là phó bản cấp 9, kém nhất cũng là cấp 8 đỉnh phong mới có thể đi vào. Hy vọng Bạch Đế Quan ở Nam Uyển, nếu là ở chủ điện, trong ngắn hạn mình không lấy được. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng cầu nguyện một câu. Hắn mò mẫm tiến lên, dựa theo phương hướng cảm giác, hướng về phía phòng xá đi đến, thăm dò theo thông lệ. Nhìn từ kinh nghiệm giao quang điện, nguy cơ lớn của tầng thứ 2 hẳn là cũng ở trong kim đỉnh điện, nhưng thân là người chơi linh cảnh cao cấp, hắn sẽ không bởi vậy xem nhẹ nơi khác. Phó bản độ khó càng cao, càng phải cẩn thận, kiếm được số liệu đầy đủ, như vậy mới sẽ không lật xe ở chi tiết nhỏ này. Khu vực giao quang điện, lối ra, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, trầm giọng nói,
tôi mất đi liên hệ với âm thi rồi. Phát triển như vậy ở trong dữ liệu của mọi người, chỉ sát cung chủ hỏi, công kích cậu là ai? Trương Nguyên Thanh lại lắc đầu, không, không gặp công kích, bộ phận linh thể kia của tôi chưa quay về, cũng không linh hồn xé rách như ở Giao Quang Điện, nói rõ âm thi không bị tổn hại, cũng chưa bị phong ấn. Âm thi bị lực lượng nào đó ngăn cách, tựa như đi một thế giới khác. Mai Nhãn Thiên Vương trầm ngâm nói, hẳn không phải vấn đề khói đen, trước khi mất đi liên hệ, cậu thao túng âm thi làm cái gì? Hoặc là nhìn thấy cái gì? Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói, mò mẫm tiến lên, cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa chạm được. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2905, biến mất, 2. Thế này thì kỳ quái, bọn Phó Thanh Dương nhìn nhau, không có chút đầu mối nào. Ngân Giao quận chúa vỗ vỗ hầu bao, loa Miêu Vương vang lên xẹt xẹt, truyền đến giọng nam cao vút sục sôi, không cần sợ, chơi luôn. Ngân Giao quận chúa khẽ gật đầu, biểu thị đây là đề nghị của cô. Quận chúa mặc dù tham sống sợ chết, nhưng phán đoán vẫn là rất chính xác. Trương Nguyên Thanh nhìn các đồng đội, nhún vai, tựa như chỉ có thể như vậy. Khu vực tầng thứ hai đã có khói đen bao phủ, cũng có ảo thuật thêm vào, cả hai đều ở trong lĩnh vực của tôi. Sau khi tiến vào, mọi người phải đi theo bên cạnh tôi. Chỉ sát cung chủ nhíu mày nói, khói đen che phủ tầm mắt, chúng ta rất dễ dàng đi lạc, trong đó lại cất giấu quái vật tập kích, đứng chung một chỗ dễ dàng bị tập kích. Tôi trái lại có thể mở ra nhật thang cùng liệt dương chiến thần xua tan khói đen, nhưng bởi vậy, các người liền thành phế nhân. Trương Nguyên Thanh sờ cằm, mắt sáng lên, tôi thử thôn thiên thú một chút. Lúc đầu ở Giao Quang Điện, hắn đã muốn dùng, nhưng pho tượng nữ nhân ở trong khói đen có thể thi triển độn thuật, tác dụng của thôn thiên thú liền không lớn, cho nên chưa sử dụng. Hơn nữa thời gian khói đen bao phủ chỉ có 1 phút 30 giây, trong thời gian này nếu như không cho thôn thiên thú ăn no, vậy sẽ bị cắn trả. Đạo cụ này mặc dù cường đại, nhưng trả giá cũng làm người ta nhức đầu. Ở dưới Trương Nguyên Thanh dẫn dắt, một đoàn người đi lên cầu thang đá, xuyên qua màng mỏng vô hình, tầm mắt nhanh chóng ảm đạm, toàn bộ khu vực khói đen tràn ngập, không trời trong gió nhẹ như bên ngoài nhìn. Cái gì cũng không nhìn thấy, ngũ giác lục thức đều bị che chắn. Mai Nhãn Thiên Vương sờ băng đô vận động trên trán, tặc lưỡi nói, nếu như bị tập kích, quả thật rất nguy hiểm. Tôi dùng thôn thiên thú thử một lần. Trương Nguyên Thanh lấy ra mặc ngọc tỳ hưu, đặt ở đỉnh đầu, kích hoạt kỹ năng cắn nuốt của đạo cụ. Phần bụng thôn thiên thú co vào, miệng theo đó mở ra, như lỗ đen hút lấy âm khí xung quanh. Bởi vì xung quanh trải rộng năng lượng âm khí, thôn thiên thú cắn nuốt kéo dài tiến hành, như là một cái máy bơm. Khói đen xung quanh đám người nhanh chóng phai nhạt đi, tầm nhìn từ 5 mét tăng lên tới 10 mét, 20 mét, sau đó liền không có biến hóa nữa. Tầm nhìn đầy đủ rồi, tranh thủ thời gian hành động, nơi này năng lượng âm khí quá nhiều, thôn thiên thú chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Trương Nguyên Thanh nói, không kiên trì được bao lâu liền cho ăn no. Đám người nhanh chóng hành động, đi về phía phòng xá, dưới chân là gạch đá nứt nẻ, không có một ngọn cỏ. Trừ tiếng bước chân của bọn họ, không có bất cứ động tĩnh nào nữa. Diện tích phòng xá cực lớn, tìm có chút tốn thời gian, cũng may danh xưng thôn thiên thú không phải nói không, kiên trì tới khi bọn họ tìm kiếm xong tất cả phòng xá. Không có bất cứ phát hiện nào, không có thi thể, cũng chưa có vật phẩm và tin tức có giá trị, không có cái gì, lãng phí thời gian. Mai Nhãn Thiên Vương nhìn mặc ngọc tỳ hưu trên đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, may mà món đồ chơi này đủ cứng. Chưa có phát hiện, chính là phát hiện lớn nhất. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, mọi thứ nơi này đều đã biến mất, âm thi của Nguyên Thủy cũng chưa tìm được, mọi người tốt nhất đừng phân tán, miễn cho cũng ly kỳ biến mất. Có chút khiếp người, Hạ Hầu Ngạo Thiên thầm nhủ. Lúc này, Trương Nguyên Thanh cảm giác cực hạn của Mặc Ngọc Tỳ Hưu sắp tới rồi, liền nói ngay trước khi rời khỏi nơi này. Trở về Giao Quang Điện, đạo cụ của tôi sắp tới cực hạn rồi, chờ sau khi kỹ năng khôi phục lại tới. Đoàn người gật gật đầu, rời phòng xá, trở về đường cũ. Vừa đi ra khỏi khu phòng xá, đi vào quảng trường, đột nhiên, phía trước sáng lên hào quang màu xanh lục, từng mảng lớn trôi về phía đám người. Trương Nguyên Thanh nháy mắt dừng bước, bày ra tư thái cảnh giới. Các đồng đội sau lưng cũng như thế.
Đợi mảng hào quang màu xanh lét kia tới gần, mọi người mới thấy rõ là một đội ngũ đón dâu. Hào quang xanh lét là đèn lồng trắng, xách đèn lồng trắng là từng người giấy mặc áo đỏ. Người giấy tô má đỏ tươi, hai con mắt mực điểm ra trống rỗng ngây ngốc, miệng giống như gã hề nhếch lên, quỷ dị lại âm trầm. Trong đội ngũ đón dâu là một cỗ kiệu màu đỏ, kiệu không có kiệu phu, lướt đi trên không. Một đội ngũ minh hôn, phối hợp âm khí ảm đạm ở xung quanh, lộ ra càng thêm khủng bố khiếp người. Lúc này, tiếng ca quỷ dị bay lên, ánh mắt của nàng tựa như ngôi sao phát sáng. Nhìn nhìn nhìn, tâm càng hoảng. Trăng sáng chút xuống, gió âm thổi trong ngõ, là nữ quỷ kiếm ái lang, ai nguyện thê lương quỷ tân nương, nữ quỷ trộm bái ánh trăng. Giọng trẻ con kỳ ảo, thanh thúy quanh quẩn trong bầu không khí như vậy, càng tỏ ra âm trầm, càng tỏ ra khủng bố. Cho dù là Trương Nguyên Thanh xuất thân thần dạ du, cũng giật mình, có chút tê dại ra đầu. Chương 2906, biến mất, a. Hạ Hầu Ngạo Thiên càng là thần kinh căng thẳng, adrenaline tăng vọt, bởi vì hắn nhìn thấy hai người giấy đi phía trước, con mắt ngây ngốc trống rỗng nhìn chừng chừng qua. Bọn nó đang nhìn hắn. Phó Thanh Dương và Ma Nhãn Thiên Vương cũng không chú ý đội ngũ đón dâu, mà là quay đầu, nhìn về phía Loa Miêu Vương bên Hồng Ngân Giao quận chúa, đều có vẻ mặt muốn đánh người. Đáng chết, mình đã sớm nên đập món đồ chơi nát này. Trương Nguyên Thanh cũng kịp phản ứng, cổ cứng ngắc quay đầu, nhìn chằm chằm Loa Miêu Vương. Ngân Giao quận chúa vỗ Loa Miêu Vương một phát, giơ cái loa nhỏ, còn không im miệng, ta không gánh nổi ngươi. Loa Miêu Vương biết điều tạm dừng ca khúc. Mắt thấy đội ngũ đón dâu càng lúc càng gần, Trương Nguyên Thanh hừ nhẹ một tiếng, hốc mắt hiện ra năng lượng đen kịt sền sệt, bất kể hắn là oán linh quỷ quái gì, chấn áp tất cả. Nhưng, mở ra phệ linh, hắn không phát giác được xung quanh có oán linh tồn tại. Đúng vậy, không có oán linh, không phải oán linh, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Lúc này, đội ngũ đón dâu lướt qua mọi người, phiêu phiêu đãng đãng đi về phía xa, đèn lồng màu xanh lục càng lúc bay càng xa. Trương Nguyên Thanh mặc dù nghi hoặc, nhưng hai bên bình an vô sự, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn đội ngũ đón dâu. Đi xa, hắn quay đầu nói, nếu không phải oán linh, có thể là ảo thuật, sợ bóng sợ gió một phen. Vừa quay đầu lại, con ngươi Trương Nguyên Thanh kịch liệt co lại, Hạ Hầu Ngạo Thiên không thấy. Bốn người Phó Thanh Dương chợt phát hiện Hạ Hầu Ngạo Thiên ly kỳ mất tích, mà bọn họ đều chưa phát hiện. Một tên chúa tể, chưa phản kháng bất cứ thứ gì, vô thanh vô tức bị mang đi, quả thật có chút khủng bố. Hạ Hầu Ngạo Thiên bị đội ngũ minh hôn vừa rồi mang đi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, các người ở lại nơi này đừng động đậy, tôi đi cứu hắn. Nói xong, hướng về phía đội ngũ đón dâu rời đi mà đuổi theo. Rất nhanh, hắn nhìn thấy ánh sáng xanh lục ảm đạm xuất hiện ở phía trước, đội ngũ minh hôn phiêu phiêu đãng đãng, thân thể người giấy của bọn họ lắc lư chao đảo, nhìn cực kỳ vui vẻ. Không do dự, Trương Nguyên Thanh trực tiếp mở ra tổ hợp nhật thang cùng liệt dương chiến thần. Ánh nắng trong vắt xua tan bóng tối, tịnh hóa âm khí, đội ngũ đón dâu phía trước ở dưới ánh nắng chói chang nhanh chóng tan rã, không có bất cứ sự chống cự nào bị tịnh hóa. Nhưng, thẳng đến lúc đội ngũ đón dâu hóa thành bọt nước tiêu tán, hắn cũng chưa nhìn thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên, nhân vật chính như theo đội ngũ bị cùng nhau tịnh hóa. Hắn không phải là bị đội ngũ đón dâu mang đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, ý thức được sự việc không đơn giản, lập tức trở về, dự định hội hợp với đồng đội, bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng, khi hắn trở lại nơi vừa rồi, phát hiện chỉ sát cung chủ, Phó Thanh Dương, Ma Nhãn Thiên Vương cùng Ngân Giao quận chúa, tất cả đều không thấy nữa. Tất cả đều không thấy. Cái này, Trương Nguyên Thanh lập tức bay lên không trung, một lần nữa mở ra tổ hợp kỹ năng nhật thang cùng liệt dương chiến thần, chiếu sáng mảng khu vực này. Hắn từ nơi cao quan sát, trừ gạch đá rạn nứt, cái gì cũng không có. Các đồng đội biến mất vào hư không, ở trong phó bản độ khó cao, sợ nhất là cái gì? Không phải kẻ địch mạnh, mà là không biết cơ chế, tựa như bây giờ. Nhiều khi, chỉ cần thăm dò rõ ràng cơ chế của phó bản, còn lại đơn giản chính là kẻ địch cường đại, chơi là xong việc. Pho tượng giao quang nắm giữ Trảm Tiên Phi Đao, cường đại đến mức có thể nháy mắt giết chết bất cứ một người nào trong bọn họ, không phải vẫn bị chém giết. Lấy thực lực của đội ngũ, dù là gặp chúa tể cấp 9, cũng có thể chém giết một phen, thế nhưng, nếu không mò ra cơ chế phó bản, liền có thể bị lần lượt đánh tan,
cuối cùng đoàn diệt. Trương Nguyên Thanh bây giờ ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết, nguyên nhân đồng đội Ly Kỳ mất tích cũng không rõ, không hiểu ra sao, không biết nên dùng sức vào nơi nào. Hắn ép buộc bản thân bình tĩnh lại, lấy cấp bậc của bọn họ, có đầy đủ thực lực ứng đối nguy cơ, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Trước lúc đó, thăm dò rõ ràng cơ chế cửa ải này, sự tình liền có cơ hội để xoay, chuyển. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ, chúng ta nhất định là đã kích hoạt cơ chế phó bản, mới sẽ Ly Kỳ mất tích. Hạ Hầu Ngạo Thiên là ở lúc đội Minh Hôn đi qua biến mất, người khác là ở sau khi tách ra với mình thì biến mất, có lẽ biến mất không phải bọn họ, mà là mình. Âm Thi dò đường của mình cũng không hiểu sao biến mất, nhưng Âm Thi cũng chưa nhìn thấy đội ngũ Minh Hôn, cho nên kích hoạt cơ chế mất tích không phải đội ngũ Minh Hôn. Phân tích tới đây, Trương Nguyên Thanh mơ hồ đạt được một cái kết luận, kích hoạt biến mất chính là tiến vào khu vực này. Khi bọn họ tiến vào nơi đây, đã kích hoạt cơ chế của cửa thứ hai, nhưng vì sao là Hạ Hầu Ngạo Thiên biến mất trước? Cùng Âm Thi so với các đồng đội mất liên lạc càng nhanh hơn, những chi tiết này còn chưa làm rõ được. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2907, Tranh Tường, 1. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đáp xuống đất, tán đi mặt trời hơi thu nhỏ sau đầu, giải trừ trạng thái liệt dương chiến thần. Lúc này, bởi vì cắn nuốt quá nhiều âm khí cùng nhật chi thần lực, phần bụng thôn thiên thú phồng lên, dừng vận hành. Chờ đợi 15 phút sau mở ra trạng thái thứ hai. Trương Nguyên Thanh đội thôn thiên thú đã cho ăn no, không lo lắng cắn trả chủ nhân nữa, đi về phía kim đỉnh điện cách đó không xa. Khu vực phòng xá đã kiểm tra xong, hắn muốn thăm dò kim đỉnh điện. Mặc dù có thể kích hoạt nguy cơ trong điện, dưới tình huống lẻ loi một mình, có chút nguy hiểm, nhưng cũng là biện pháp duy nhất có khả năng nhanh chóng tìm kiếm, cứu ra đồng đội. Khói đen nồng đậm tràn ngập đến, che mất tầm mắt, che phủ giác quan. Trương Nguyên Thanh cẩn thận mò mẫm tiến lên, đi vài chục bước, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng kêu gọi, Nguyên Tử, con tại sao lại ở chỗ này? Trương Nguyên Thanh sững sờ, đây là giọng của Trần Thục. Một giây sau, có người từ phía sau kéo lại cánh tay của hắn, nổi giận đùng đùng nói, con lại trốn ở chỗ này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, theo bản năng quay người, hướng sau lưng vung ra nắm đấm. Nương theo hắn quay người, hoàn cảnh khói đen bao phủ biến thành hoàng hôn mùa hè, mặt trời treo ở phía tây, dáng đỏ bao trùm nửa bầu trời, mỹ lệ hùng kỳ. Hắn ngồi ở dưới tàng cây hòe bên ngoài thôn trấn, đang đấm một cái vào bụng dưới Trần Thục. Trần Thục trẻ ra mười mấy tuổi hơi nhíu mày, trở tay một bạt tai đánh Trương Nguyên Thanh ngã xuống đất, tức giận nói, nói chuyện đàng hoàng con không nghe, có phải nhất định cần ra tay mới biết sợ hay không? Trên mặt Trương Nguyên Thanh nóng rát, khó có thể tin cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, vừa mịn màng vừa nhỏ, lại nhìn quanh bản thân. Mặc áo thun màu trắng, quần đùi màu vàng nhạt, trên chân là một đôi giày chạy song tinh dưới đế có đinh cao su. Mình tại sao lại ở chỗ này? Đầu óc hắn, hỗn loạn hỏng bét, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ, tựa như trạng thái sau khi say rượu. Tiếng răn dạy của Trần Thục quanh quẩn bên tai, mẹ ngày mai phải điều đến nội thành Tùng Hải đi làm. Con không muốn đi ở chỗ ông ngoại bà ngoại, vậy cứ tự mình đợi ở chỗ này đi, lão nương hôm nay sẽ đi, lười quản con. Nói xong xoay người rời đi, sau mười mấy bước, thấy Trương Nguyên Thanh không đi theo, giận dữ, bước nhanh tiến lên tát một trận, túm gáy hắn kéo đi. Trương Nguyên Thanh nhớ tới, sau khi cha qua đời, Trần Thục dự định rời thôn trấn, trở lại Tùng Hải làm việc, sinh sống. Nhưng hắn không muốn đi, hắn từ nhỏ lớn lên ở trong trấn, nơi này có bạn chơi của hắn cùng láng giềng quen thuộc, có cây hòe lớn cha thường xuyên dẫn hắn đến hóng mát. Mọi thứ nơi này đều có hơi thở của cha. Trương Nguyên Thanh khóc toáng lên hu hu, tại dưới mẹ áp chế ra sức dãy giụa. Đúng lúc này, trái tim của hắn thình thịch cuồng loạn lên, mỗi lần một kịch liệt hơn, lồng ngực theo đó rung động lên xuống. Trương Nguyên Thanh đang khóc hu hu bỗng nhiên dừng lại, con ngươi tan rã, lâm vào ngây ngốc. Mấy giây sau, đôi mắt của hắn khôi phục thần thái, thâm thúy tỉnh táo, cơ trí sáng tỏ. Ai, Trần Thục ở trong ảo thuật cũng đáng ghét như vậy. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng phất tay, Trần Thục, dáng chiều, cây hòe, thôn trang ùn ùn tiêu tán, trở về Thục Sơn Nam Uyển khói đen bao trùm. Hắn mới vừa rồi bị kéo vào trong ảo cảnh. Ảo cảnh đến từ nội tâm của hắn,
là một trong những ký ức không vui vẻ nhất lúc nhỏ. Cũng may trái tim huyễn thần quá đặc thù, cho hắn nhắc nhở, lại thêm đặc tính nghề nghiệp thần Nhật Du, khiến hắn nhanh chóng từ trong ảo cảnh giải thoát. Như vậy xem ra, người khác hẳn là cũng đã vào ảnh cảnh, theo lý mà nói, ý thức bị kéo vào ảo cảnh, thân thể vẫn dừng lại ở chỗ ban đầu nha. Nhưng Trương Nguyên Thanh cũng chưa nhìn thấy bóng dáng các đồng đội. Lúc này, tòa kim đỉnh điện kia cách hắn không đủ 10 mét, ở trong khói đen chỉ thấy đường nét mơ hồ. Hắn giơ tay lên, để lòng bàn tay sáng lên một quả cầu ánh sáng màu vàng, ánh nắng trong vắt như là một bó đuốc, khói đen xung quanh nhanh chóng rút lui. Mặc dù không bằng Thôn Thiên Thú, Nhật Thăng cùng Liệt Dương Chiến Thần tổ hợp kỹ năng pha loãng khói đen diện tích lớn như thế, dùng để chiếu sáng là đủ rồi. Mượn ánh nắng màu vàng, Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần nhìn lại, dưới mái hiên kim đỉnh điện treo tấm biển, thể chữ Khải Đoan Chính viết, Chính Khí Điện. Trương Nguyên Thanh mặc vào áo giáp từ kim, cánh tay phải đeo khiên kim long, cánh tay trái giơ cao ngọn lửa màu vàng, bước qua bậc cửa cao cao, tiến vào trong điện. Kích thước, bố cục của điện này cũng không khác biệt gì với Giao Quang Điện. Trên bục cao cao, một người đàn ông tuấn giật râu dài bồng bềnh đứng thẳng, hắn mặc áo dài phiêu giật, đeo một thanh kiếm. Khói đen trong điện nồng đậm đến cực hạn, cho dù là ngọn lửa màu vàng cũng như bị bịt kín một tầng ô đen, mơ mơ hồ hồ, phạm vi chiếu sáng không đủ 10 mét. Chương 2908, Tranh Tường 2. Trương Nguyên Thanh ở một bên của cột trống treo thẻ gỗ, đọc lấy cuộc đời vị tiền bối Thục Sơn này trong điện. Người này là trưởng lão Thục Sơn thời kỳ Lưỡng Tấn, tên là Hà Tiêu Vũ, thời thanh niên xuống núi dạo chơi, mấy chục năm sau đó lưu lạc giang hồ, trở thành đại hiệp mọi người trên giang hồ đều biết. Giải thích, Lưỡng Tấn là thời Tây Tấn và Đông Tấn, từ sau thời Tam Quốc, khoảng năm 266 đến năm 405. Hết giải thích, mặc kệ Bạch Đạo Hắc Đạo, đều nể mặt hắn ba phần. Thậm chí được hoàng thất mời đi làm kiếm sư 3 năm, giảng dạy các hoàng tử tập kiếm. Sau khi trung niên trở về Sơn Môn, thẳng đến hết tuổi thọ chết già. Là cầu tử trong thôn ở bên ngoài thi trạng nguyên, làm rạng rỡ tổ tông, cho nên mọi người xây điện cho hắn. Không có gì đặc biệt, hết thọ chết già mà nói, hồn phách sớm đã tiêu tán, không có khả năng lắm giống Giao Quang trưởng giáo Sa Đọa thành oán linh như vậy. Cũng có thể là hung vật khác, bám vào trên thân pho tượng. Lửa trong tay Trương Nguyên Thanh nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành một cây trường thương, ra sức ném về phía pho tượng. Sau khi trải qua ảo cảnh vừa rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin. Ảo thuật là lĩnh vực của hắn, cho dù trong điện cất giấu tâm ma, hư vô giả đáng sợ, hoặc tà linh am hiểu mỹ thuật, hắn đều không sợ hãi. Pho tượng ở dưới trường thương màu vàng vỡ vụn thành khối, trong lúc đó cũng không có gì khác thường. Quả nhiên không quan hệ với pho tượng, ngọn nguồn nguy cơ là vật khác. Trương Nguyên Thanh một lần nữa dâng lên ngọn lửa màu vàng, tìm tòi ở trong điện. Hắn kiểm tra bục trước, chạm đến mảnh vụn pho tượng, sau khi xác nhận thật sự không có vấn đề gì, rời bục thờ, đi đến bên trái chính khí điện. Ngọn lửa màu vàng nhảy lên, xuyên qua khói đen, mơ mơ hồ hồ chiếu ở trên tường. Trương Nguyên Thanh tùy ý nhìn lướt qua bức tường, ánh mắt lập tức co lại, chỉ thấy vách tường có một bức tranh tường, trên tranh tường bên trong nghĩa trang bỏ hoang gió to trăng mở. Từng cái quan tài mục nát mở ra, cương thi quần áo tả tơi, gương mặt hư thối, đang vây công một vị kiếm khách trẻ tuổi. Dưới chân kiếm khách có mấy cương thi bị chém đầu, một cái trong đó chính là âm thi mất tích kia của Trương Nguyên Thanh. Đầu óc Trương Nguyên Thanh lóe lên linh quang, rốt cuộc biết cơ chế cửa ải chính khí điện là ảo cảnh. Người tiến vào khu vực này sẽ bị hút vào ảnh cảnh, cũng chính là trong tranh tường, sau đó gặp bất trắc, tựa như âm thi, bị hiệp khách trong tranh tường chém giết. Chẳng qua linh thể Trương Nguyên Thanh chưa từng xuất hiện xé rách, nói rõ bộ phận linh thể kia khống chế âm thi còn sống, chỉ là vây ở trong tranh tường, không cách nào đi ra. Thân là chuyên gia ảo thuật, hắn lập tức cũng hiểu rõ vấn đề trình tự các đồng đội mất tích. Linh thể càng yếu, càng dễ rơi vào ảo cảnh. Âm thi chỉ là hắn phân ra một phần nhỏ linh thể khống chế, cho nên mất tích nhanh nhất. Hạ Hầu Ngạo Thiên là học sĩ, cường độ linh thể thấp nhất, cho nên hắn là người mất tích trước hết trong đội ngũ. Mà bản thân Trương Nguyên Thanh, linh thể cường đại cứng cỏi nhất, lại là hư vô giả, cho nên cuối cùng mới gặp ảo cảnh, nhìn thấy Trần Thục. Vốn hắn cũng sẽ bị kéo vào tranh tường, nhưng trái tim huyễn thần đặc thù khiến hắn kịp thời tỉnh ngộ lại.
Khó trách mình đến bây giờ còn chưa bị công kích, không có công kích, cấp bậc của mình ở lĩnh vực ảo thuật đã vượt qua cực hạn của phó bản, tranh tường không có cách nào kéo mình vào đi. Chính khí điện hẳn là vốn có tranh tường, sau khi nhận âm khí tẩm bổ, diễn hóa thành ảo cảnh. Chẳng qua tranh tường bình thường, dù là thu hoạch được âm khí tẩm bổ cũng sẽ không thu hoạch được thần dị. Tranh tường trong điện hẳn là vốn đã không tầm thường, chỉ là ảo cảnh khởi động, không nhìn thấy bộ dáng ban đầu của tranh tường. Trương Nguyên Thanh đứng ở trước tranh tường, xòe bàn tay ra, thò vào vách tường, muốn đưa âm thi của mình ra. Bàn tay của hắn chạm đến tranh tường, mặt tường nổi lên gợn sóng, nửa bàn tay hõm vào, lại kẹp lại. Một lực lượng mạnh mẽ ngăn trở hắn xâm lấn. Ở lĩnh vực ảo thuật, người xem muốn phá giải ảo thuật, có hai loại biện pháp, một là lấy lực lượng cấp bậc cao cưỡng ép phá giải. Hai là tham dự vào trong ảo thuật, bện ảo thuật, lấy ảo thuật phá giải ảo thuật. Trương Nguyên Thanh chậc một tiếng, nó không làm gì được mình cũng không áp chế nổi nó, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ảo thuật phá ảo thuật. Hắn mở ra hòm đồ, lấy ra bút lông dùng để vẽ linh triện, điều động linh lực trái tim huyễn thần, ở trên tranh tường phác họa ra một mũi tên có chút lệch hướng. Mũi tên hòa vào tranh tường, trở thành một bộ phận của tranh tường, bắn trúng trái tim kiếm khách trẻ tuổi. Kiếm khách trẻ tuổi ngã xuống trong vũng máu. Nhưng vào lúc này, cửa nghĩa trang mục nát bị phá tan, hai hiệp khách trẻ tuổi xông vào, tiếp tục kịch liệt chiến đấu với cương thi. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2909, đều có sự sợ hãi. 1. Mình giết bao nhiêu kiếm khách thì đến bấy nhiêu kiếm khách, nếu như vậy, dây dưa liền không ngừng nghỉ. Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, thay đổi sách lược, cầm bút vẽ ra từng tia chớp đơn sơ. Trong chớp mắt, bên trong nghĩa trang tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp màu bạc trắng, tràn ngập hơi thở hủy diệt bổ lên trên thân cương thi, biến âm thi hung ác điên cuồng thành than cốc. Tranh tường chuyển động ngừng lại, ngưng kết ở một màn này, thật lâu không có động tĩnh. Sau đó, tranh tường tiêu tán, âm thi của Trương Nguyên Thanh tính cả đầu lâu, từ trong vách tường lăn ra, sợi ý thức kia trở về bản thể. Trương Nguyên Thanh thăm dò sơ bộ, cơ chế tranh tường vận chuyển, giơ ngọn lửa màu vàng, đi dọc theo bức tường, rất nhanh nhìn thấy bức tranh tường thứ hai. Đây là một tòa nhà lâu năm âm trầm, treo đầy đèn lồng màu trắng. Trong hành lang, màn tre màu đỏ tươi rủ xuống, nến trắng cháy lên ngọn lửa xanh lét, hai nhóm người giấy bôi má đỏ, vẻ mặt đờ đẫn đứng thẳng. Hai người giấy ngồi trên cao đường, cách ăn mặc ông nhà giàu cùng quý phụ, gương mặt đờ đẫn. Chú rể cùng cô dâu quỳ trong sảnh, cô dâu che khăn voan đỏ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng trong tay áo lộ ra một đôi tay tái nhợt, móng tay đen nhánh. Chú rể vẻ mặt sợ hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù mặc hỷ phục, lại là một bộ dạng bị dọa muốn khóc lên. Hình dạng của hắn giống Hạ Hầu Ngạo Thiên đến 7-8 phần. Tiểu tử này thật đúng là bị đội ngũ Minh Hôn bắt đi. Đội ngũ Minh Hôn trước đó là chiếu rọi ám ảnh trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên, đặc biệt tới đón hắn. Trương Nguyên Thanh đứng trước tranh tường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ảo cảnh đáng sợ nhất, vững chắc nhất, vĩnh viễn là căn cứ sự vật sợ hãi ở sâu trong nội tâm mục tiêu tiến hành bệnh ra. Hạ Hầu Ngạo Thiên mày rậm mắt to, vậy mà có bóng ma tâm lý đối với Minh Hôn. Không, không nhất định là Minh Hôn, mà là hôn nhân không hạnh phúc, hoặc là người vợ đáng sợ như ma quỷ. Là cha mẹ hôn nhân không hạnh phúc, khiến hắn từ nhỏ sinh ra bóng ma tâm lý. Khi nghĩ ngợi miên man, tranh tường xảy ra biến hóa, hai người giấy tiến lên ấn đầu chú rể xuống, ép buộc hắn bái đường thành thân. Lại có một người giấy tiến lên, đè bả vai cô dâu, khiến cô khom người quỳ lại. Đột nhiên, đầu dưới khăn voan cô dâu lăn xuống, bịch bịch lăn đến trước mặt chú rể, cái đầu kia thối rữa nghiêm trọng, cho dù bôi phấn trắng, cũng không che giấu được da thịt thối rữa. Hai mắt cô dâu là trắng dã khiếp người, nhìn chằm chằm chú rể, hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ màu đen. Trong tranh tường, chú rể bị dọa bắt đầu mắt trợn trắng, thân thể run rẩy giống như động kinh. Không tốt, hắn sắp bị dọa xảy ra vấn đề rồi. Trương Nguyên Thanh thấy thế, vội vàng nâng bút, ở trong tranh tường vẽ ra từng tia chớp. Tia chớp màu bạc trắng tràn ngập hơi thở hủy diệt giáng lâm, bốc hơi sạch sẽ oán linh tà túy trong sảnh, chỉ còn chú rể chưa tỉnh hồn, hắn sợ hãi nhìn xung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên,
cửa đại sảnh mở rộng, một đám người giấy mặc hỷ phục màu máu, đỡ tân nương đi vào. Tân nương đi giày thêu, là bay, bái đường thành thân lại bắt đầu lại từ đầu. Cưỡng ép phá hư không cứu Hạ Hầu Ngạo Thiên ra được, nhiều nhất ở bước ngoặt nguy hiểm, thay hắn hóa giải nỗi sợ hãi một phen. Trương Nguyên Thanh sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ. Tùy ý ảo cảnh phát triển tiếp, Hạ Hầu Ngạo Thiên hoặc là bị nỗi sợ hãi trong lòng mình dọa chết tươi, hoặc là chết bởi tay cô dâu mà. Ảo cảnh chính là như vậy, mặc dù là giả, nhưng chí mạng. Tương tự, lợi dụng sợ hãi trong lòng mục tiêu dệt ảo cảnh, vô thanh vô tức giết chết người ta ở trong ảo cảnh, là chuyện huyễn thuật sư thích làm nhất. Loại thời điểm này, trông cậy vào Hạ Hầu Ngạo Thiên tự mình vượt qua bóng ma, chiến thắng sợ hãi là không thể nào. Đồ trong lòng sợ hãi, nếu dễ dàng khắc phục như vậy, sẽ không biến thành bóng ma. Trương Nguyên Thanh giật mình, mượn kinh nghiệm một bức tranh tường trước đó, dùng bút lông phác họa ra một hình que phong cách vẽ giản lược. Hình que dung nhập tranh tường, biến thành chú rể mặc hỷ phục. Đã không cách nào đánh gãy, vậy liền để chú rể hư ảo thay thế Hạ Hầu Ngạo Thiên hoàn thành việc vui. Nhưng, chú rể mới vừa xuất hiện, người giấy trong sảnh thân thể bất động, cổ cứng ngắc vặn vẹo 90 độ, gương mặt đờ dẫn lại âm trầm, đồng loạt nhìn về phía chú rể già. Chú rể già vặn vẹo thân thể, bộ dáng đột biến, biến thành một người giấy, yên lặng gia nhập đội ngũ. Từ chối chú rể già thay thế mình, cho dù là cô dâu ma, cũng không cho phép vai phụ chiếm hữu. Cái gì Long Ngạo Thiên? Trương Nguyên Thanh thân là huyễn thuật sư đỉnh cấp, giải đọc ra biến hóa trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên, nhịn không được bắt đầu làm nhảm. Chương 2910, đều có sự sợ hãi. 2. Trung tâm dệt ảo thuật, trái lại là đón ý kết hợp mục tiêu. Nhận biết mục tiêu, hiểu rõ mục tiêu, sau đó giết chết mục tiêu. Một chút đồ vật hoàn toàn không hợp với tính cách mục tiêu, dù là cưỡng ép dệt ra, cuối cùng cũng sẽ thất bại hết. Tranh tường là căn cứ nỗi sợ trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên dệt, hắn là người phá cục, chẳng những cần đối phó ảo cảnh, còn cần đối phó Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trong tranh tường, đầu cô dâu lần nữa rơi xuống, lăn đến trước mặt chú rể Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trương Nguyên Thanh vội vàng quét một bút trên đầu cô dâu, huyễn hóa ra khăn voan, che kín cái đầu đáng sợ, không để chú rể trông thấy. Thay hắn trừ khử hình ảnh kinh sợ nhất, không thể để hắn tiếp tục đắm chìm trong ảo cảnh minh hôn, thử một chút dùng sợ hãi đánh bại sợ hãi. Nhớ Hạ Hầu Ngạo Thiên từng nói, hắn hướng gia tộc vay tài liệu 100 năm cũng không trả hết. Trương Nguyên Thanh thay đổi mạch suy nghĩ, nâng bút phác họa ở trong tranh tường. Một cái hình que mới phác họa xong, ở trong tranh tường hóa thành bộ dáng Hạ Hầu gia chủ. Hắn hài lòng thu bút, yên lặng xem tranh tường phát triển. Trong sảnh, Hạ Hầu gia chủ từ trong lòng móc ra sổ sách, lớn tiếng nói, Hạ Hầu Ngạo Thiên, cậu hướng gia tộc vay tiền còn chưa trả hết nợ, ai cho phép cậu thành thân. Không trả hết nợ nần, cậu đời này cũng đừng nghĩ lấy vợ sinh con, ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa cho Hạ Hầu gia. Chú rể vốn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghe vậy, đột nhiên trở nên mặt xám như tro, không còn kháng cự thành thân, cùng cô dâu ma hoàn thành cúi đầu cao đường. Ặc, hình như phá tan dục vọng cầu sinh của nhân vật chính rồi. Trương Nguyên Thanh có chút xấu hổ. Phen này phiền toái, nha. Phá giải ảo cảnh là công việc cần kỹ thuật, tựa như kiếm thuật của kiếm khách khổ luyện kiếm thuật, lại cường đại hơn kiếm khách tương tự. Linh cảnh ban cho là thiên phú cơ sở nhất, bảo đảm mức sàn, về phần mức trần cao bao nhiêu, phải xem cá nhân tu hành. Trương Nguyên Thanh dù sao cũng là nửa đường xuất gia, thu hoạch được trái tim huyễn thần chỉ 3-4 tháng, phương diện kỹ thuật tinh khiết, không bằng những hư vô giả có thâm niên kia. Đương nhiên, để hắn lặp đi lặp lại thử, phá giải ảo cảnh khẳng định không khó, chỉ là nếu như ở chỗ Hạ Hầu Ngạo Thiên lãng phí quá nhiều thời gian, an nguy của người khác liền không cách nào bảo đảm. Mà lựa chọn cứu người khác, Hạ Hầu Ngạo Thiên cường độ linh thể kém nhất, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư mấy giây, nghĩ ra biện pháp, há mồm phun ra một luồng thái âm chi khí. Lục trưởng lão thân thể như là khói đen ngưng tụ, chỉ có đầu là chân thật hiện thân, khom mình hành lễ, chủ nhân. Trương Nguyên Thanh rất uy nghiêm gật đầu, chỉ vào tranh tường trước người, đồng đội của ta lâm vào trong ảo cảnh. Tồn tại dệt ảo cảnh cấp bậc cực cao, ta không cách nào cưỡng ép dẫn người đi ra, cần ngươi hỗ trợ phá giải ảo cảnh. Lục trưởng lão dẹp đẽ cau mày nói, chủ nhân, ngài có được quyền hành trí cao vô thượng, ngay cả ngài cũng không thể phá giải,
huống chi là ta. Trương Nguyên Thanh duy trì tư thái uy nghiêm, ta chỉ là muốn nghe ý kiến của ngươi một phen. Lục trưởng lão lập tức hiểu, chủ nhân gặp cửa ải khó khăn trên kỹ thuật, cần trợ giúp của cô. Cô lập tức đưa ánh mắt về phía tranh tường. Lúc này, Hạ Hầu Ngạo Thiên đã hoàn thành bái đường, bị người giấy mang theo tiến về hậu viện. Hậu viện là một khu hoang vu, có một ngôi mộ cũ, một ngôi mộ mới. Ngôi mộ mới vừa đào xong, bên cạnh bày một cái quan tài màu đen, nắp quan tài mở rộng, bên trong trống trơn, chiếc quan tài này hiển nhiên là chuẩn bị cho Hạ Hầu Ngạo Thiên. Thấy thế, Lục trưởng lão kinh ngạc nói, hắn vì sao không phản kháng? Lấy sự vật trong lòng sợ hãi bện ảo cảnh, làm sao bình tĩnh như vậy, mặc cho người giấy hành động. Trương Nguyên Thanh mặt mũi âm trầm, không cần để ý những chi tiết này. Lục trưởng lão liền không dám hỏi nhiều, tốc độ cực nhanh nói, linh thể của hắn hãm sâu trong ảo cảnh. Đối với mình bị quỷ quái dây dưa tin tưởng không nghi ngờ, loại tình huống này, ngài cần ở trong ảo cảnh cho ám chỉ, đánh thức bản thân hắn. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, làm sao đánh thức bản thân? Lục trưởng lão nói ra, ảo cảnh tựa như một mộng cảnh chân thực, người trong mộng cảnh suy nghĩ là đơn nhất, sẽ không nghĩ mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ là ác linh căn bản không làm gì được mình. Cho nên, chúng ta cần để hắn nhớ tới mình rốt cuộc là ai, để hắn nhớ tới mình mạnh cỡ nào. Bản thân khôi phục nhận biết, ảo cảnh liền tự sụp đổ. Về phần nên cho ám chỉ như thế nào, liền phải căn cứ tính cách, thói quen, sở thích các phương diện của hắn tiến hành nghiên cứu. Vừa rồi mình huyễn hóa ra Hạ Hầu gia chủ, đã hô lên tên Hạ Hầu Ngạo Thiên, nhưng không có tác dụng. Mình cũng không biết tên thật của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Các bạn vừa nghe xong tập 291 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.